con này không biết đâu rồi. Đâu rồi? Hằng đâu rồi? Đâu rồi? Em à, đâu rồi? Bạn đâu rồi? Ánh đâu rồi? Ánh gì đây? Thôi Hằng làm phòng phóng viên đi. Phóng viên. Khỏi đi phải người đẹp đứng phóng viên. Dài rồi. Vâng ạ. Theo đó luôn không cần phải hỏi nhá. Có vấn đề này. 6 ông ngồi trên đấy thì có 3 ông là lấy vợ lần thứ 2. Tức là cái gì người ta không bốn ông chưa kể ông TH. TH nhầm ông Anthony Rubin. Còn hai ông còn lại là giấu. Còn hai ông kia không biết như nào nhưng bây giờ là sao nhá. Lại làm sao mà đồng thời là cả hai lúc cả hai việc cùng một lúc tức là vẫn kiếm được thu nhập tốt, vẫn giữ được công gia đình đấy mới là cái khó. Còn cái này mới chỉ được làm lợi thôi. Tất cả những ai mà muốn vừa kiếm tiền là tốt thì mà lại còn muốn vừa có anh không gia đình đến với tôi. Chắc gì hẹn hò với sứ mệnh cho biết bạn Việt Nam này. Các bạn có thể giữ anh không gia đình. Sorry.